Xin chào mừng các bạn đã đến với HeShop.com. Video hôm nay mình xin chia sẻ về quy trình sản xuất trang sức vô cùng chuyên nghiệp để phần nào giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ngành sản xuất trang sức. Đây là những bộ trang sức thành phẩm được trưng bày rất lộng lẫy để tung ra thị trường. Và để có được những bộ trang sức đẹp lộng lẫy, hoàn hảo đến từng chi tiết như thế này, đó là cả một nghệ thuật chế tác công phu, khéo léo, trải qua rất nhiều công đoạn. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về quy trình sản xuất trang sức với quy mô lớn, chuyên nghiệp. Khâu đầu tiên của quy trình đó chính là thiết kế sản phẩm. Và đây chính là quang cảnh của phòng thiết kế chuyên nghiệp. Đầu tiên, bộ phận thiết kế sẽ mô phỏng ý tưởng bằng việc phác họa sản phẩm lên giấy bằng tay như thế này. Giống như một họa sĩ thật thụ để vẽ lên các ý tưởng của mình, đòi hỏi trí tưởng tượng phong phú, khéo léo, tỉ mỉ trong từng nét bút. Tiếp đến là thực hiện hóa bản vẽ bằng tay lên trên máy tính bằng các phần mềm vẽ chuyên nghiệp. Khi có được bản vẽ chính xác, sau đó tiến hành tạo mẫu và cho ra sản xuất hàng loạt. Để sản xuất hàng loạt, việc tiếp theo là chuẩn bị nguyên vật liệu, tạo khuôn đúc. Và đây là phòng nguyên vật liệu, gồm các mẫu đá với nhiều màu sắc khác nhau. Đây đều là những viên đá sau khi khai thác về, vẫn còn thô sơ. Tại phòng này, các nhân viên sẽ kiểm tra chất lượng đá bằng cách soi rọi độ sáng, độ trong của đá. Tiếp đến là cắt đá, mài đá. Từ những cục đá to, thô sơ, các nhân viên sẽ tiến hành cắt nhỏ theo đúng tỷ lệ kích thước đo đạt sẵn. Từ cục đá to, cắt lát, cắt thành thanh, từ thanh cắt thành cục. Tiếp đến là mài đá. Ở phòng này được trang bị các máy móc mài chuyên nghiệp. Chỉ việc gắn đá vào và mài theo sự vận hành của người thợ. Những viên đá góc cạnh sau khi mài sẽ trở nên tinh tế hơn. Tiếp theo là gắn đá vào thanh cố định để chuyển sang công đoạn mài vi tế hơn, cho đá được sáng bóng hơn. Tiếp theo đó là chuyển qua phòng mài tinh. Các nhân viên sẽ lắp vào máy mài chuyên nghiệp và tiến hành mài. Sau khi mài xong, sẽ cho ra sản phẩm như thế này. Tại đây, đá sẽ được trải qua quy trình kiểm tra chất lượng, kiểm tra kích thước đá. Kiểm tra chất lượng đá bằng máy phân tích đá rất chuyên nghiệp. Sau đó là đóng gói đá. Các viên đá đủ các màu sắc lấp lánh, trắng, xanh, đỏ, vàng, lục, lam, chàm, tím, với các hình thù và kiểu dáng khác nhau. Tiếp theo là khâu tạo khuôn sáp. Và đây là hình hài các cây thông bằng sáp. Và để làm được cây thông như thế này, người ta sẽ tiến hành khâu đầu tiên, đó là lấy mẫu để tạo khuôn đúc sáp bằng khuôn cao su.
sản phẩm mẫu sẽ được đặt vào miếng cao su ép chặt lại, cho vào máy ép và hút chân không. Sau khi ép xong, cắt khuôn cao su làm đôi, chúng ta sẽ có được khuôn cao su để đốt sáp. Tiếp theo là dùng khuôn cao su này để đốt sáp. Sáp sau khi đốt xong sẽ có hình hài như sản phẩm thiết kế. Sau đó là gắn sáp đúc ra lên một cái cây như thế này, giống như cây thông. Đây là cây thông nhẵn bằng sáp và có đính sẵn đá. Tiếp theo là công đoạn đúc. Các nhân viên sẽ tiến hành cho cây thông sáp vào khuôn. Sau đó sẽ tiến hành rót thạch cao vào, lắc đều để bọt khí thoát ra ngoài, khuôn đúc sẽ không bị rỗ. Sau đó tiến hành nung khuôn thì thạch cao sẽ cứng lại, còn sáp sẽ chảy hết ra ngoài, tạo thành khuôn đúc như ý. Tiếp theo là rót kim loại vào khuôn. Nếu đúc bạc thì rót bạc, đúc vàng thì rót vàng. Sau đó để nguội và tiến hành phá khuôn thạch cao bằng các tia nước áp suất cao. Tiếp theo là cắt cây thông ra. Mỗi nhánh cắt ra tương ứng với một chiếc nhẫn. Tiếp đến là mài thô, mài bỏ phần dư thừa. Sau khi mài thô xong sẽ chuyển qua mài tinh. Kế đến là gắn đá. Sau đó là đánh bóng sản phẩm. Sắp xếp sản phẩm lên khung và tiến hành mạ. Tùy theo yêu cầu mà người ta tiến hành mạ vàng trắng hay platin để làm cho sản phẩm lung linh hơn. Sau cùng là công đoạn kiểm tra. Nếu chất lượng sản phẩm đạt thì sắp xếp, đóng gói và cho ra thành phẩm tung ra thị trường. Như vậy là chúng ta vừa xem xong quy trình sản xuất trang sức vô cùng công phu và đầy chuyên nghiệp. Hy vọng qua video này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn mới về nghệ thuật làm trang sức. Xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.